Yamaha W102, một trong những cái đặc điểm của một cây đàn dành cho người khó tính về cả âm thanh và khó tính cả về sự đồng điệu với nội thất. Các bạn thử hình dung với cây đàn này mà được đặt trong một gia đình mà có nhiều đồ gỗ tự nhiên, và nhiều đồ gỗ tự nhiên và đồng màu thì rất là đẹp. Và cái tôi muốn giới thiệu ngay đó là với W102 các bạn thấy cái nắp là một sự khác biệt hoàn toàn. Đấy, nắp này là cơ chế hoạt động của đàn grand piano và cái đàn biểu diễn mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy. Để sản xuất được cái cấu tạo kết cấu như thế này là cả một vấn đề. Tiếp theo nữa là các bạn thấy rằng là cái mặt trước này, đấy, cái này nó nhấc ra nhấc vào, nhưng không chỉ là nhấc ra nhấc vào mà bên trong nó, đằng sau nó thế này là một cái phần mà người ta làm lưới, người ta làm bằng lưới để nó như là hai cái loa phát ra để tạo âm thanh vào tai chúng ta. Nên là với W102 âm thanh rất là thoáng, tiếng rất là hay, rất là bay. Bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đó qua cái chuyện mà tôi thử từng phím và tôi sẽ chơi. Mời các bạn nghe. Vâng, rất tuyệt vời, phím đàn rất tuyệt vời, không có một vấn đề gì mà tôi cảm thấy gợn lên trong cái ngón tay tôi chơi. Chúng ta cùng thử độ tốt của action. Vô cùng hoàn hảo. Vâng, bây giờ chúng ta nghe cái sức biểu cảm của âm thanh. Và mời các bạn. Vâng, rất hay, và một không gian mở rất là rộng và có thể nói rằng đáp ứng được toàn bộ những cảm xúc mà tôi chơi, tôi mong muốn. Vâng, tôi muốn rào rạt đến đâu, tôi cảm xúc như thế nào thì cây đàn đáp ứng lại đúng như vậy. Đó là rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra các phần bên ngoài cũng như bên trong của cây đàn. Mời các bạn. Vâng, một cây đàn W102 được sản xuất năm 1975. Rất tuyệt vời. Đó là gì? Body B, key A, pin A, action A và soundboard A. Vâng, một cây đàn có 4 tiêu chí chính là A như này thì vô cùng tuyệt vời. Vâng, chúng ta sẽ ngắm kỹ phần body bên ngoài của cây đàn. Vâng, rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng là nó có một vài điểm mà bị sứt chỉ bằng đầu tăm thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế cũng rất là được, không vấn đề gì. Chúng ta sang cái vai này, đấy các bạn thấy cách điệu vuông vắn, đấy, cách điệu rất là hay. Tôi nghĩ là nó có một cái gì đó hoài cổ mà rất là riêng, một nét rất riêng. Vâng, soundboard A thì chúng ta yên tâm rồi. Vâng, các cái thớ gỗ rất là dày. Các bạn để ý đây này, ví dụ như các bạn nhìn chỗ này qua màn ảnh nó sẽ dễ một chút. Các bạn thấy là các cái thớ gỗ nó rất là xít nhau. Đấy, đều thể hiện và rất là đều nữa, thể hiện một cái soundboard người ta lựa chọn rất là kỹ và người ta dùng ở cái gỗ ở phía lõi bên trong của thân cây gỗ thì mới được như vậy. Chúng ta sang phần bên này. Vâng, hồi bên này rất là đẹp. Vâng, hồi bên này rất đẹp. Vâng, cái vai này hoàn toàn không bị xước gì. Vâng, rất là tốt. Vâng, tôi nghĩ rằng là với những cái chúng ta đã xem về cây đàn này với đánh giá bên Nhật thì rất tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta lại kiểm tra cả bên trong nữa. Mời các bạn. Vâng, bây giờ chúng ta kiểm tra action và pin của đàn. Action. Vâng, tôi cũng rất ngỡ ngàng với cái action này. Cây đàn được sản xuất năm 1975 và action này được đánh giá là A thì đương nhiên là tốt, nhưng mà trên cả tốt, bởi vì là tôi thấy chặt lắm và rất là mới, các đầu búa rất là tròn, mịn, đều và pin cao đều chắc chắn, và pin của một VK102 này cũng số nó cũng to hơn các cái pin khác các bạn nhé. Các bạn lại thấy nó to hơn hẳn số các pin khác. Vâng. Bây giờ chúng ta xuống xem phần phía dưới này. Wow, rất là đẹp. Đẹp, và các bạn thấy là các cái dây để chúng tôi bảo dưỡng lại hết sức là tỉ mỉ, cẩn thận. Các đầu dây hoàn toàn không bị gì. Đấy. Các bê đan được đánh lại rất là sạch đẹp như thế này. Vâng. Tôi nghĩ rằng là rất tuyệt vời. Vâng. Vâng. Có lẽ là đây là một trong những cây đàn mà cái sự lựa chọn của các bạn, như lúc đầu tôi nói đấy, khó tính cả về âm thanh và khó tính cả về hình thức. Thì khi gặp cây đàn này với nội thất phù hợp thì các bạn nên dùng và dùng ngay và gọi điện cho tôi, và chúng ta cùng chia sẻ, nhất là trong cái mùa mà đang đại dịch như này, có một cây đàn như vậy để có thể nói rằng là sử dụng để học tập và để mình có thêm những cái niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống là một điều rất nên làm. Cảm ơn các bạn.